crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. Thiên thần Kaká là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất lịch sử túc cầu giáo. Anh từng được trao danh hiệu quả bóng vàng châu Âu và cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA vào năm 2007. Năm 2008, anh được tạp chí Time ghi tên vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới. Kaká từng được xem là một trong những siêu sao hàng đầu thế giới và là một tiền vệ kiến tạo mơ ước đối với bất kỳ đội bóng nào. Anh có khả năng cầm bóng cực tốt, đi bóng lắt léo và chuyền bóng thông minh. Ngoài tiền lương ở các câu lạc bộ, Kaká còn kiếm tiền nhờ đóng quảng cáo, làm đại diện thương hiệu hay kinh doanh. Mặc dù Kaká đã giải nghệ vào cuối năm 2017, nhưng tài sản hiện có của cựu tiền vệ Real Madrid và AC Milan vẫn rất cao. Ước tính khối tài sản hiện có của Kaká rơi vào khoảng 105 triệu đô la Mỹ. Cựu sao Man United hiện đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp và đang dưỡng già tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ trong màu áo DC United. Rooney là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Manchester United trong lịch sử của câu lạc bộ với 253 bàn và đội tuyển Anh với 53 bàn. Anh đã ghi 208 bàn tại giải Ngoại hạng Anh, chỉ sau Alan Shearer với 260 bàn. Anh cũng là cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp khi còn thi đấu cho Quỷ Đỏ. Lương của tiền đạo người Anh ở DC United là 5 triệu đô la Mỹ một năm. Giống như các cầu thủ nổi tiếng khác, cầu thủ này cũng kiếm bộn tiền nhờ các hợp đồng quảng cáo. Tài sản ước tính của cựu sao MU là khoảng 120 triệu đô la Mỹ. Kể từ sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo, Gareth Bale nghiễm nhiên trở thành cái tên được mong chờ nhất tại Real Madrid. Thế nhưng những gì mà Bale làm được lại vô cùng ít ỏi. Nổi tiếng với lối tấn công từ khoảng cách xa, những cú đá phạt xoáy và khả năng vượt qua hậu vệ đối phương bằng tốc độ, Bale thu hút được rất nhiều sự mến mộ của các cổ động viên. Mức lương của Gareth Bale tại Real cũng rất khủng. Bale nhận mức lương 28,6 triệu đô la Mỹ một năm tại San Santiago Bernabeu và có tổng tài sản ước tính 125 triệu đô la Mỹ. Sau những năm tháng trôi dạt tại Trung Quốc, Alexander Pato đã quyết định trở về quê nhà Brazil thi đấu cho câu lạc bộ Sao Paulo. Thế nhưng, trong những ngày tại Trung Quốc, Alexander Pato đã kiếm được không ít thu nhập từ khoản tiền lương khổng lồ của câu lạc bộ Thiên Tân Quyền Kiện. Thời điểm đó, thu nhập hàng năm của cầu thủ Brazil này lên đến 46 triệu đô la Mỹ. Ngoài lương, Pato còn rất giỏi kinh doanh. Khối tài sản hiện tại của cựu tiền đạo Milan được ước tính là 145 triệu đô la Mỹ. Robéo là một trong những danh thủ bóng đá nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá thế giới. Anh nằm trong top 125 cầu thủ còn sống xuất sắc nhất mọi thời đại của FIFA, xếp thứ 9 trong danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế kỷ 20 của tạp chí World Soccer. Anh cũng nằm trong đội hình 11 cầu thủ giỏi nhất mọi thời đại của France Football. Trong thành tích sự nghiệp của mình, Ronaldo là cầu thủ duy nhất đạt mọi danh hiệu tại World Cup, là vô địch World Cup, có bóng vàng World Cup, chiếc giày vàng World Cup với 15 bàn thắng qua 3 kỳ World Cup. Ronaldo là cầu thủ ghi bàn thắng nhiều thứ hai tại đấu trường bóng đá lớn nhất này, chỉ sau Miroslav Klose. Chính trong thành tích đáng gờm của mình mà Robéo có những bản hợp đồng quảng cáo cực kỳ giá trị. Dù chia tay sân cỏ từ lâu, nhưng người ngoài hành tinh Ronaldo vẫn kiếm bộn tiền mỗi năm như các hợp đồng quảng cáo lớn. Tài sản ước tính của Robéo hiện lên đến con số 150 triệu đô la Mỹ. Neymar đang là ngôi sao nổi tiếng nhất trong đội hình của các nhà giàu Paris Saint-Germain. Neymar nổi bật nhờ kỹ thuật điêu luyện và bằng cách này hay cách khác, ngôi sao người Brazil luôn biến mình trở thành người nổi bật nhất trên sân. Neymar chuyển từ Barcelona đến Paris Saint-Germain với giá kỷ lục hơn 200 triệu euro vào năm 2017 và trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới thời điểm hiện tại. Ngôi sao Brazil nhận mức lương 73 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tài sản ước tính của Neymar rơi vào khoảng 185 triệu đô la Mỹ, đứng trong top những cầu thủ giàu nhất thế giới.
Linh Anh thuê vĩ đại Zlatan Ibrahimovic sau nhiều năm chơi bóng đỉnh cao tại các câu lạc bộ lớn ở châu Âu, nay đã rộ ràng tại câu lạc bộ LA Galaxy tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS. Anh giành được vô số những danh hiệu trong màu áo các đội bóng lớn. Bên cạnh đó, cá tính khác người của ngôi sao người Thụy Điển cũng khiến anh trở thành một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất hiện nay. Dù đã rộ ràng tại Mỹ, nhưng mức lương hiện tại của Ibra vẫn vào khoảng 1,4 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Ngoài ra, ngôi sao Thụy Điển kiếm bộn tiền như các hợp đồng quảng cáo và kinh doanh. Khối tài sản của tiền đạo người Thụy Điển vào thời điểm hiện tại được ước tính là 190 triệu đô la Mỹ. Không quá khi nói rằng Lionel Messi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại và là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại. Trong sự nghiệp của mình, tính đến thời điểm hiện tại, Messi đang sở hữu nhiều danh hiệu cao quý như quả bóng vàng châu Âu năm 2009, cầu thủ xuất sắc nhất năm 2009 của FIFA, quả bóng vàng FIFA các năm 2010, 2011, 2012 và 2015. Chính những thành quả đó mà Messi có những lời mời và hợp đồng quảng cáo siêu khủng, xứng tầm với một cầu thủ nổi tiếng bậc nhất thế giới. Mặc dù không có tài kinh doanh và đánh bóng tên tuổi như Ronaldo, Messi vẫn có khối tài sản khổng lồ nhờ vào lương và các hợp đồng quảng cáo cực lớn. Ngôi sao này bỏ túi 84 triệu đô la Mỹ mỗi năm và sở hữu khối tài sản ước tính là hơn 400 triệu đô la Mỹ, bỏ xa người xếp thứ tư là Ibrahimovic. Nói về Beckham, thì tầm ảnh hưởng của anh vượt qua cả yếu tố chuyên môn lẫn bóng đá thuần túy. Ngoại hình đẹp trai, hào nhoáng nhưng cũng là tấm gương của sự chuyên nghiệp, chăm chỉ khổ luyện, giúp Beckham được yêu mến ở mọi nơi trên toàn cầu. Đến lúc này, Beckham vẫn là hình mẫu biểu tượng lớn nhất mà bóng đá thế giới từng có về một cầu thủ chuyên nghiệp. Thương hiệu của Beckham thuộc hàng nhất nhì thế giới. Hiện tại dù đã giải nghệ, nhưng Beckham vẫn đều đặn kiếm bộn tiền như các hợp đồng tài trợ và những hoạt động kinh doanh bất động sản. Khối tài sản khổng lồ của cựu sao MU được ước tính vào khoảng 450 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh Lionel Messi, Cristiano Ronaldo là siêu sao lớn nhất bóng đá thế giới thời điểm hiện tại. Với tài năng vượt trội của mình, đội trưởng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha từng giành vô vàn những danh hiệu cá nhân cũng như tập thể cao quý nhất của một cầu thủ bóng đá. Thương hiệu của Ronaldo cũng từ đó mà phát triển lên tầm những ngôi sao hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại. Hiện nay, tài sản ước tính của Cristiano Ronaldo là khoảng 450 triệu đô la Mỹ. Ngoài mức lương 61 triệu đô la Mỹ mỗi năm, ngôi sao người Bồ Đào Nha còn kiếm số lượng tiền khổng lồ khác như hàng trăm hợp đồng quảng cáo, kinh doanh khách sạn, chuỗi phòng gym, đồ lót và thời trang. Chính điều này giúp đưa anh lên đứng đầu trong top 10 cầu thủ giàu nhất thế giới hiện nay. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên like và subscribe kênh bóng đá 365 để đón xem những nhận định và thông tin thú vị xoay quanh môn thể thao vua.